Vâng, bây giờ xin chúng ta cùng bước vào lời của Chúa rất là nhanh và xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung với lời Chúa, chung với nhau ở trong Công vụ Sứ Đồ, đoạn 11, từ câu 11 đến câu 26. Xin chúng ta cùng đọc rập rạng với nhau, chậm rãi. Xin bắt đầu. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Siren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Gần Rét nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnabas đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ ra Cơ-rê-tiên. Cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh cùng an toàn. Và nếu có ai hỏi chúng ta cái chữ cơ đốc nhân ở đâu và khi nào xuất hiện, thì đây là phân đoạn kinh thánh lịch sử. Công vụ các sứ đồ là quyển lịch sách lịch sử của Tân Ước. Lịch sử của Tân Ước nói về hành trình của hội thánh, sự hình thành của hội thánh và vì sao có tên là cơ đốc nhân. Tiếng Pháp là Chrétien. Chrétien. Và tôi nói tiếng Pháp thì Chrétien. Và tiếng Anh là Christians. Và chuyển ra đó là chỉ dịch ra là cơ đốc nhân, người theo Chúa Giêsu. Chúng ta vừa mới đọc cái phân đoạn kinh thánh này và chúng ta có thêm câu gốc ở trong Giăng đoạn 15 câu 16 phù hợp với chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng một lần nữa lớn tiếng đọc câu gốc này và quý vị có thể ngồi tại chỗ, không cần phải đứng lên. Xin chúng ta cùng đọc. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Chúng ta để ý cái cụm từ, cái câu hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ lời Chúa ở trong cái chủ đề, đề tài đó là trái thường đậu luôn. Quý vị cùng lặp lại với tôi: trái thường đậu luôn. Trái thường đậu luôn. Câu chuyện này tôi thấy nó giống với tinh thần của hội thánh vườn nho trong suốt 4 năm qua. Và tôi thưa với quý vị rằng trong năm 2022 sắp tới này, những gì mà tôi chia sẻ cùng hội thánh thì nó sẽ đi sát với đời sống của chúng ta. Đó không phải là những cái bài giảng chỉ là chúng ta nghe ở đó, nhưng mà ở đây, nhưng chúng ta sẽ được khích lệ để chúng ta sống theo đúng với lời của Đức Chúa Trời. Những cái câu chuyện mà xảy ra ở trong cái câu chuyện này nó gần giống và nó giống với hội thánh của Chúa nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đi qua ba phần mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay nó giống như thế nào và chúng ta sẽ theo cái khuôn mẫu này. Thứ nhất, đó là trải qua sự thử nghiệm, trải qua sự thử luyện. Thì thứ hai chúng ta nói nhanh đó là được cộng đồng đặt tên. Hồi nãy chúng ta thấy cái chữ Cơ-rê-tiên. Cơ-rê-tiên là ai đặt? Cộng đồng đặt cho. Mà cộng đồng này không phải tại Jerusalem. Quý vị trở lại cái lịch sử hồi nãy chúng ta đọc ở đâu? Ở Antioch. Antioch là một xứ ở Phê-ni-si, ở bên Ý lận. Không phải là tại Jerusalem. Và tại sao họ đặt là Cơ-rê-tiên? Chút nữa chúng ta sẽ hiểu tại sao họ đặt là Cơ-rê-tiên. Và giờ ngày hôm nay chúng ta gọi là cơ đốc nhân, Christian, hay là Christian theo tiếng Pháp. Và điều thứ ba chúng ta sẽ học đó là những việc lớn trong thành phố. Có phải nó xảy ra tại Phê-ni-si, Antioch là chấm dứt không? Lịch sử cho biết rằng người La Mã có ba thành phố quan trọng. Thứ nhất là tại Roma, thứ hai là Alexandria là thành phố thứ hai mà người La Mã coi là thành phố quan trọng, giống như Hà Nội, Huế, Sài Gòn vậy đó. Thì cái thành phố Antioch là một trong ba thành phố quan trọng nhất ở La Mã. Và người ta thấy có cái gì đó đặc biệt xảy ra ở tại cái thành phố Antioch. Và có một cộng đồng. Mà cộng đồng này nói về một Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. Và nếu chúng ta tin Giê-xu đó thì cuộc đời chúng ta được biến đổi. Biến đổi giống như một người phụ nữ tối hôm qua, một người chị em đứng lên. Chưa bao giờ tôi nghe làm chứng một cách giản dị như tối hôm qua như vậy. Tôi ngạc nhiên tối hôm qua giờ tôi tính tác xài chữ. Tôi nói tại sao có cái sự giản dị như vậy. Tôi muốn đặt tên cho cái người đó.
người đó tên là Giản Dĩ. Tại vì chưa bao giờ quý vị em tôi mời hát cũng không hát, tôi mời nói cũng không nói, mà chỉ khóc thôi. Ngày hôm qua tôi vợ tôi chuẩn bị khăn giấy, tại vì lên nói cho phải chặn nước mắt á, tại vì không có chặn kịp, tại vì mở lên làm chứng là khóc thôi. Điều gì đã khiến cho chúng ta muốn đặt tên cho một người như vậy? Thì câu chuyện này cũng là cộng đồng mà đặt tên cho những cơ đốc nhân là Corinthian, có nghĩa là cơ đốc nhân. Chúng ta sẽ được đặt tên ở tại thành phố này, họ sẽ gọi chúng ta là cơ đốc nhân. Và còn những cái điều lạ lùng mà Chúa sẽ làm qua chúng ta, đi nhanh vào phần thứ nhất chúng ta vừa mới đọc ở đây, trong cái bối cảnh là các nhà sử học của Kinh Thánh họ nói rằng đây là cái bối cảnh xảy ra cái cuộc bắt bớ lần thứ hai. Cái lần thứ nhất là do Ê-tin bị ném đá mà chết, sau đó ông Sao-lơ ổng đi ổng bắt bớ, ổng xin cái thơ là gặp ai mà tên Chúa đó, lúc đó chưa có Corinthian, lúc đó chưa có cơ đốc nhân, tên là cơ đốc nhân, thì ông xin cái giấy thông hành để đi giết những người nào mà theo Giê-xu á. Cái cuộc bắt hại đó khiến cho Jerusalem hội thánh tán lạc khắp nơi. Và cái cuộc bắt bớ lần thứ hai này thì người ta phải chạy sang tới nước Ý, là hồi xưa thì chạy khỏi Jerusalem, bây giờ phải đi xa hơn để được an toàn. Chúng ta học điều gì từ cái cuộc bắt bớ này? Thì thứ nhất, muốn hội thánh phát triển thì hội thánh phải trải qua sự thử luyện. Những gì mà đang xảy ra chúng ta đừng có ngạc nhiên, tại sao nó xảy ra cho phục hưng, tại sao nó xảy ra cho cái vườn nho? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta phát triển, cho nên chúng ta phải sẵn sàng thử luyện. Quý vị nhớ câu chuyện của Joseph không? Muốn được ơn thì phải rèn luyện, phải thử luyện. Thì hôm nay tôi nhắc lại điều này lần nữa, hội thánh vườn nho còn sẽ gặp nhiều cái sự thử luyện khác. Quý vị sẽ bị ném đá nè, quý vị sẽ bị ném gạch nè, quý vị sẽ bị cộng đồng hiểu lầm nè, và đó là cái cơ hội để người ta đặt tên cho chúng ta. Đặt tên tốt mà, chứ không phải đặt tên xấu à. Tốt như thế nào chúng ta sẽ nói sao nghe. Ở đây thì tán lạc và phát triển, có hai nhóm người họ đi đến bên Phoenicia ở Ý, ở đảo Chipre. Và một nhóm người này thì họ chỉ giảng cho, truyền giảng cho những người Juda, gọi là người Việt sống ở Campuchia, những người Juda mà sống ở Roma, sống ở xa xứ, thì họ đi họ giảng giống như vậy đó, họ đi họ giảng tin lành. Nhưng mà có một nhóm người đặc biệt là không giảng cho người Juda mà đi giảng cho người ngoại ở Ý. Và chúng ta cũng biết rằng ở cái Ý, cái Ý mà cái cổ đại ngày xưa mà La Mã đó, họ sống rất là xa đoạn và tin lành. Quý vị ơi, qua bài học này chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm từ một cái đạo của Chúa phát triển từ một cái ổ, một cái hang ổ mà nó ghê gớm nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ học từ cái chỗ này nè, mà hội thánh muốn được phát triển đó, từ cái chỗ mà tệ nhất đó, thì hội thánh phải trải qua sự thử nghiệm. Thì hai cái nhóm người đó đã tán lạc và bắt đầu giảng tin lành và phát triển. Cho nên hội thánh ngày nay, quý vị ơi, những biến cố xảy ra nan đề trước mắt có phải là cơ hội cho tín hữu được luyện lọc để thành công cho nước trời hay không? Hãy nhận ra điều đó để chúng ta chuẩn bị đối đầu. Đó là cơ hội cho hội thánh phát triển. Chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 5, câu 3 và câu 5. Câu 3 tới câu 5. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Cái hoạn nạn sanh cho chúng ta sự nhịn nhục. Tự nhiên chúng ta được huấn luyện trong sự hoạn nạn thì chúng ta có cái đời sống nhịn nhục. Giờ tôi cũng không tưởng tượng ra bây giờ tới tuổi này tôi cũng nhịn dễ, cũng nhịn hay lắm à. Chứ hồi xưa là tôi là học trò hay là những người đồng nghiệp mà lạng quạng là tôi không có để cho họ ăn hiếp mình đâu à. Thấy tôi vậy chứ không có vậy đâu à. Hồi xưa đó, mấy người nha, tôi cũng ưa cãi, ưa đớp lại. Ai mà lạng quạng tôi đớp lại liền, phải không à. Nhưng mà sao từ từ mình bị Chúa bầm, Chúa dập, Chúa làm, Chúa luyện mình. Bây giờ nói kệ, nói kệ, cãi chi cho nó mệt. Chúa làm cho mình một cái sự nhịn nhục. Cái nhịn nhục đó đó, chúng ta mới được ơn quý vị. Tự nhiên, bây giờ quý vị hỏi một chấp sự ân nha, một ngày kia hỏi sao ân là cầu nguyện cho người ta được lành á. Anh này cũng bị bầm dập chuyện lắm chứ không phải dễ đâu mà để mà cầu nguyện mà được như vậy. Quý vị ơi, được ơn là phải được thử luyện. Hội thánh được phát triển là tại vì cái chỗ này nè. Bởi vì nữa, nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh sự trông cậy, vá sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Khi quý vị đã được những cái điều này rồi, nhịn nhục nè, trông cậy nè, rèn tập nè, thì không bao giờ chúng ta bị hổ thẹn cả quý vị. Chúng ta sẽ được đặt tên, một hồi nữa tôi nói cho quý vị nghe cái tiếp. Và tất cả những công việc đó là gì? Bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Quý vị thấy Đức Thánh Linh quan trọng không? Ngày hôm nay mà chúng ta loại Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta lỗ hơn bao giờ hết.
chúng ta thất bại hơn bao giờ hết. Thánh Linh ơi, chúng con yêu quý Ngài, chúng ta phải welcome Chúa, chúng ta phải mời Chúa Thánh Linh cùng làm việc với chúng ta, nấu ăn với chúng ta, làm việc với chúng ta để chúng ta thành công chứ. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì tối qua tôi thấy mỗi lần mà tiệc của vườn nho hay là bột hưng tôi thích lắm, tại vì quý vị nấu ăn ngon quá ha, quý vị đầy đủ, và tôi biết rằng quý vị là những người đã chuẩn bị rất là tốt, không chỉ là cái tài của quý vị mà quý vị còn là những người cầu nguyện nữa. Quý vị không tin, nó sáng cứ vô 6:15 tới 8:15 quý vị thấy những người nấu ăn ở trong phòng canh của chúng ta không? Cái này là kêu gọi cho cầu nguyện tranh thủ. Rồi qua phần thứ hai, trải qua sự thử luyện là gì? Vượt qua rào cản truyền thống văn hóa. Người La Mạch, xin lỗi, người Giu-đa đó, người Do Thái đó, họ có một cái gọi là cái gì thượng tôn về thượng đẳng, gọi là họ có cái tư tưởng dân tộc thượng đẳng. Bởi vì đối với họ đó, họ sinh ra là họ đã được cứu rồi, cho nên họ coi cái dân tộc khác không là gì hết. Chúa đập một cái, Chúa dẹp một cái, Chúa làm cho tán lạc một cái thì họ mới thấy rằng mình không ai gì chứ, bây giờ còn thượng đẳng gì nữa đây. Chính từ cái chỗ mà trải qua sự thử luyện này nè, họ mới vượt qua được cái rào cản về truyền thống văn hóa. Quý vị thấy không, khi mà Chúa luyện chúng ta, mình còn cái gì thượng đẳng ở đây nữa, còn cái gì là cái người mà mình nghĩ là mình quan trọng nữa, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên có những lúc chúng ta bị, chúng ta được Chúa huấn luyện á, đau lắm quý vị, để chi? Để chúng ta hạ mình, để chúng ta mới là con người của chúng ta. Đó, đó là sự dạy dỗ mà Chúa dạy chúng ta sáng hôm nay. Lý do tại sao Cơ Đốc giáo đã bùng nổ trong các khu vực thuộc người ngoại quốc là bởi vì bây giờ người ta không còn các sứ đồ, không còn nghĩ mình là người, dĩ nhiên tôi đẻ ra là tôi được cứu, tôi là con cháu Abraham nè, tôi được cứu rỗi đây nè. Hoặc nó cũng tương đương với cái việc người Việt Nam á, thì chỉ có dân Sài Gòn là ngon, thông minh, vui vẻ, hoạt bát, rồi giúp đỡ, có tinh thần giúp đỡ, không, người miền Bắc cũng tốt nữa, người miền Trung cũng tốt, họ có những cái tốt. Nhưng mà nhiều khi mình phân biệt vùng miền đó, có những người không có thích người Bắc hay thích người Nam. Tôi nói quý vị, trong năm mới này á, chúng ta không còn là miền Bắc, miền Nam, miền Trung nữa, mà chúng ta là người Việt Nam, yêu thương hết mọi người. Nghe giọng miền Bắc cũng dễ thương, nghe giọng miền Trung cũng dễ thương, miền Nam cũng dễ thương, không có cái giọng nào mà dễ thương nhất hết, nhưng mà tất cả đều dễ thương. Thì đó chúng ta mới vượt qua cái rào cản văn hóa nha quý vị. Trong Hội Thánh năm 2022 này, chúng ta vượt qua vấn đề tuổi tác như hồi nãy Johnny có chia sẻ cho các bạn trẻ đó. Chúng ta tuổi tác như thế nào, chúng ta vẫn là người giảng Tin Lành. Lớn, già, trẻ, bé gì chúng ta cũng giảng Tin Lành. Và chúng ta ở trong cái trình độ nào chúng ta cũng có thể giảng Tin Lành, không có phân biệt nữa. Đó là điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay qua cái phần thứ nhất. Trải qua sự thử luyện thì Chúa sẽ thử chúng ta trong vấn đề này. Điều thứ hai, chúng ta đi qua cái phần thứ hai đây là cộng đồng đặt tên. Cái lời này tôi thích lắm. Từ câu 21 đến câu 26 á, thì chúng ta thấy cuối cái đoạn, xin lỗi, cuối cái câu 26 thì cơ rê tiên đó, thì chúng ta cũng biết rồi, tiếng Pháp là Christian và Christian là tiếng Anh, phải không ạ? Và những người theo Chúa Giê-xu tại thành Antioch được người ta gọi là cơ rê tiên. Vì sao các tín hữu được cộng đồng đặt tên? Bởi vì câu 21 cho chúng ta biết lý do, quý vị thấy không? Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất là nhiều. Tuy nhiên có một số nhà giải kinh cho rằng cái cách đặt tên này đó là chế giễu nhiều hơn. Chế giễu họ mấy cái đứa này đã khá chế giễu. Nhưng tôi có cái cách, tôi đọc lời Chúa và ở đây á, chúng ta thấy những cái trích dẫn Công Vụ đoạn 8, câu 4 đến câu 8. Quý vị có nhớ khi mà Philip đi giảng ở thành Samari, điều gì xảy ra? Quý vị chịu khó đọc Kinh Thánh chút xíu này, trong Công Vụ đoạn 8. Không phải là chế giễu đâu, một số người đã chế giễu, nhưng mà tôi thì không tin là chế giễu. Philip, tôi đọc: vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo Tin Lành, thấy không? Trong cái đợt đầu tiên bị bắt tới thì họ tan lạc, họ đi giảng Tin Lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Có cái gì đó đặc biệt lắm. Quý vị sẽ kinh nghiệm điều này. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cũng kẻ bại cùng kẻ bại và que được chữa lành cũng nhiều. Tại cái đó trong thành vui mừng khôn xiết.
Có bao giờ mà một cái thành phố Glendale của chúng ta hay thành phố ở Cali, Westminster có một cái sự vui mừng ơi là vui. Hồi xưa con trai tôi phải lấy xích xiềng để trói nó lại. À, phải cột nó lại và bao nhiêu xiềng xích đều phải nó tẻ hết trơn. Những cái đứa mà trẻ tôi đã từng nghe những câu chuyện đó trong Kinh Thánh cũng bị quỷ ám mà không bao giờ đắc thắng được. Mà ngày hôm nay nó được đắc thắng. Không quý vị, không vui sao được. Đó là cái niềm vui của thành Samari. Quý vị thấy không? Cho nên cái sự vui mừng mà người ta thấy được, người ta đặt tên cho cơ đốc nhân. Những cơ đốc nhân này đó, cái danh hiệu cơ đốc nhân, hãy mà nói cơ đốc nhân, những người theo Chúa đó họ có quyền năng lắm. Họ cầu nguyện chữa lành, họ đuổi quỷ. Mà tất cả những công việc đó là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, hội thánh mà không có ơn của Chúa thì làm sao gọi là hội thánh? Hội thánh phải có quyền năng của Chúa thì mới là hội thánh, để mới cứu nhiều người vào. Cho nên ở đây người ta đặt tên là tại vì người ta thấy cái chuyện lạ này chưa bao giờ ở đâu xảy ra hết. Rồi chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn 9 câu 7. Câu chuyện xảy ra cho Saul. Những người đi cùng Saul á, khi mà thấy Saul tự nhiên đang đi ngựa té xuống mà nghe tiếng nói từ trên trời, ở Saul sao ngươi bắt bớ ta? Họ nghe mà không hiểu chuyện gì xảy ra, họ lấy làm lạ về điều đó. Cho nên họ đặt tên những người theo Chúa này lạ quá, ngộ quá. Quý vị ơi, cuộc đời của chúng ta trong những ngày sắp tới này có để cho người ta thốt lên cái chữ ngộ quá không? Hay là người ta nói kỳ quá? Ngộ quá nha. Đừng có những cái kỳ quá, không kỳ lắm, không được. Phải nói là ngộ quá, nghe không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đọc tiếp. Chúng ta thấy trong đoạn 10 câu 45 câu 46 lạ lùng hơn nữa là gia đình cột này, những cái người ngoại quốc này đó. Hồi xưa đó thì các môn đồ đó là thánh linh chỉ đổ cho những người tin Chúa thôi, những người mà Do Thái thôi, chứ là người ngoại không bao giờ mà được cái quyền này. Khi mà Phi-e-rơ tới giảng tin lành cho gia đình cột này, đang khi giảng thánh linh Chúa đổ xuống cho người ngoại, họ bắt đầu nói tiếng ngoại quốc. Bởi vì hiếm tiếng ngoại quốc là gì rồi, không có học mà nói tiếng ngoại quốc là cầu nguyện trong ân tứ của thánh linh Chúa đó. Họ thấy cái chuyện này nó lạ quá, cho nên họ nói ngộ quá là phải thôi. Họ đặt tên là cơ rê tiên chứ gì đó, phải không à? Hội thánh của Chúa có thể đi trong điều này được không quý vị? Năm 2022 xin Chúa đi, Chúa sẽ làm cho chúng ta điều đó. Bởi vì quyền năng của Chúa mới có thể biến đổi một con người, cứu được những cái người ở trong xiềng xích của ma quỷ. Đó là những điều mà tôi trân trọng cho quý vị thấy là lý do người ta đặt tên cơ rê tiên là như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 33, quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Khi mà thành phố của chúng ta mà nói được chưa bao giờ thấy những chuyện này xảy ra đó trong cuộc đời của tôi đó, thì quý vị thành công rồi. Tin lành của Chúa đang kết quả ở tại thành phố của chúng ta đó. Kế tiếp là gì? Được cộng đồng đặt tên, được trung tâm truyền giáo Jerusalem kết nối nha quý vị. Sau khi mà Phê-ni-si, cái xứ này bắt đầu có nhiều người trở lại với Chúa, thì lập tức các môn đồ ở thành Jerusalem họ sai Ba-na-ba đến. Chúng ta thấy cái điều này quan trọng. Cái chỗ này tôi muốn nói quý vị, đó chính là những kết quả của âm tại thành phố trong quan trọng thứ ba ở tại La Mã, là cái thành Antioch đó. Và người ta đã, các sứ đồ đã sai Ba-na-ba tới. Và qua cái việc đó chúng ta học được điều gì? Đó là chúng ta luôn luôn cần cái sự hỗ trợ của các hội thánh. Một trong những cái điều kiện để phát triển hội thánh đó là chúng ta hợp tác với hội thánh khác, hợp tác với anh em của chúng ta khắp nơi. Tôi rất tiếc là có một người bạn của tôi, thì tôi mới quen khi tôi mời đến hợp tác trong một cái chương trình Non-Stop Worship, thì ông đã trả lời không, bởi vì tôi chỉ làm cho giáo hội thôi mà ông mới gia nhập một cái giáo hội. Và cái điều đó làm cho tôi suy nghĩ nhiều đến cái bài giảng này hôm nay. Tôi nói nếu mà ông không đến được đó, thì tôi tiếc là bởi vì sau này khi mà ông giảng, ông mở cái chuyện giảng lớn, ông sẽ rất cần chúng tôi, cần cộng đồng tin lành. Và ông nói không sao. Ông nói như vậy thì tôi thấy có sao. Rồi tôi nói thôi kệ, để cho ông, không sao luôn đi. Rồi tôi rất là tiếc về điều đó quý vị. Vâng. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà Antioch đã bắt đầu kết quả thì Jerusalem gửi người tới liền, đó là Ba-na-ba, để an ủi và khích lệ hội thánh. Nói rằng quý vị đang làm đúng, hoặc là có những cái chuyện sai thì ông Ba-na-ba sẽ ô bởi thánh linh của Chúa chỉ cho tôi biết những cái điều quý vị làm không đúng. Chúng ta rất là cần anh em chúng ta khắp nơi bỏ qua tất cả những cái hàng rào hệ phái. Thưa quý vị, năm nay là năm chúng ta xin Chúa cho tất cả các hệ phái cùng làm việc với nhau để giảng tin lành. Quý vị tưởng tượng trong thành phố Phoenix mà có một cái chuyện giảng tin lành, tất cả các hội thánh cùng đứng lại với nhau, chúng ta có cái sức mạnh vô cùng lớn.
Bởi vì khi chúng ta đem những người chưa biết Chúa đến thì ở đâu thì về chi phái đó, hội thánh đó, nhưng mà người ta sẽ nhìn vào, người ta đặt tên, cái tên mới cho cái tên mới cho cộng đồng Tin Lành ở tại Phoenix, tôi không biết đặt tên gì, chắc đặt tên Caritin nữa quá. Bởi vì thấy sao họ yêu thương nhau quá, sao họ gắn kết với nhau quá, sao họ làm cái gì họ cũng vui mừng quá vậy. Và họ nói đây là thật sự là một cộng đồng tốt mà chúng ta muốn gia nhập. Đi qua phần thứ ba nha quý vị, ở trong Ephesos. Dạ đúng rồi, chúng ta hãy cầu nguyện cho non-stop worship, non-stop ngợi khen Chúa để chúng ta truyền giảng. Vâng, amen và tín nghĩa ha. Ephesos đoạn 4 câu 3, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Nhớ nha quý vị, dây hòa bình. Hãy mà khi chúng ta thấy có những cái sự cô răng thì xin Chúa ơi, xin Chúa giúp con làm sao mà con có cái dây hòa bình đó để mà giữ chúng con lại với nhau. Đi qua phần thứ ba quý vị, những việc lớn trong thành phố, việc gì đang xảy ra ở tại Antioch vậy quý vị? Chắc chắn là có những phép lạ xảy ra mà công vụ không ghi lại hết, Luca không thống kê hết được những điều xảy ra ở tại Antioch. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái điều rõ ràng nhất, một trong những điều mà chúng ta thấy hội thánh của Chúa đang đi nè, giống y như vậy luôn, đó là ba nấc thang ở trong quan trọng để thấy phúc âm đã đến với người ngoại như thế nào. Chúng ta đang có cái hướng để chúng ta truyền giảng ra cho người ngoại, phải không ạ? Thì cái nấc thang quan trọng nè, ở trong đoạn 8 hồi nãy chúng ta đọc về ông Philip á, chấp sự Philip khi mà đến Samari. Chấp sự Philip đã giảng Tin Lành cho dân Samari. Một phần hai Do Thái, người Do Thái, tức là phân nửa người trong máu của người Do Thái lúc bấy giờ đó, họ là con lai. Họ lai giữa cái dân bản xứ và dân Do Thái thì sanh ra cái giống dân Samari. Samari là dân lai, lai. Và người Do Thái chính gốc họ, họ sợ lắm, họ ghét nữa. Họ nói vậy, con lai họ không thích. Cái đó là một cái văn hóa mà chúng ta thấy nó đeo bám loài người chúng ta. Nhiều dân tộc đã bị dính vào cái chuyện này, và chúng ta nói là giảng Tin Lành thì không có bị dính vào cái chuyện mà văn hóa như thế. Chúng ta phải bỏ qua hết các hàng rào là như vậy đó. Và ông Philip, ông đã làm một việc rất là quan trọng, đó là gì? Ông đã bắt một nhịp cầu cho người Do Thái với dân ngoại. Ngay tại Samari có một sự vui mừng. Và bây giờ ông đã làm một việc, ông đã làm một việc quan trọng là ông đã bắt một cái cầu giữa người Do Thái với dân ngoại. Chúng ta tạm gọi Samari là dân ngoại đó. Quý vị thấy quan trọng không? Hội thánh mà cứ nhìn qua nhìn lại, ô chúng tôi vui vì chúng tôi gặp nhau mỗi tuần nhiêu đây người là chúng tôi hạnh phúc rồi. Ông mục sư được bao nhiêu lương đó là ông hạnh phúc, là muốn giữ cái chỗ này. Tôi không cho ai lên nè. Tôi thấy tôi sợ người này người kia lên để lấy cái chỗ này của tôi không được. Tôi xin Chúa cất đi cái suy nghĩ này của tôi. Quý vị, tôi không có cái điều này. Và tôi xin Chúa đừng cho chúng ta có cái điều này. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải có nhiều người đến nữa. Nhiều người được cứu vào trong nhà của Chúa nữa, thưa quý vị. Nhiều người vào nhà của chúng, đó là cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của thiên đàng không phải là bao nhiêu đây mà cả thành phố. Antioch trong thời điểm đó như vậy, chúng ta cũng đang giống như vậy. Chúng ta có là cái nhịp cầu để Tin Lành đến với cộng đồng hay không? Nếu mà là sinh viên thì chúng ta có là nhịp cầu để những cái học viên ở trong trường đến với Chúa không? Sam, Dylan, Ali. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa về Johnny sáng hôm nay. Johnny có một sự kêu gọi đi reach out, để đi ra ngoài để giảng Tin Lành cho những sinh viên gốc Á, người Mỹ mà gốc Á là chúng ta. Cầu nguyện đi quý vị. Không phải như vậy tôi thấy hạnh phúc rồi. Tôi nhớ nha, nhớ chủ nhật nào cũng đến như đây. Tôi không có hài lòng điều đó đâu. Tôi muốn cả thành phố này nghe Tin Lành của Chúa giống như Antioch vậy đó. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta học đây là cái nhịp cầu thứ hai, đó là trong đoạn 8, trong đoạn 10, đại đội trưởng trung đoàn Italy tên là Cornay đã chủ động đến với hội thánh. Ông chủ động đến với hội thánh nha. Rồi, chúng ta cầu nguyện cho những ngày sắp tới này, không phải một Johnny đâu mà có nhiều Johnny khác cũng chủ động đến với hội thánh. Bà con lớn sớm chúng ta chủ động đến với chúng ta. Chúng ta có cầu nguyện cho điều đó chưa? Nhiều khi mình nghĩ là mình phải đến với người ta, nhưng Chúa làm ngược lại. Cornay đã đến với hội thánh, đã đến với ông Phil. Chúa làm lạ lùng không quý vị? Người ta sẽ tìm đến chúng ta, mà trước khi người ta tìm đến chúng ta đó thì người ta phải lấy điều kỳ lạ cho chúng ta, chứ người ta không thấy điều kỳ cục trong chúng ta. Kỳ lạ, kỳ diệu quá, còn ta thấy kỳ cục ta đến làm gì? Cho nên quý vị ơi, hội thánh phải kỳ diệu, hội thánh phải bày tỏ ơn của Chúa để người ta chạy đến với Chúa giống như cột này. Công vụ đoạn 10 nè quý vị, ông đã chạy đến với hội thánh. Không phải hội thánh đã tìm đến cột này, nhưng cột này đã tìm đến hội thánh. Hãy để cho năm mới này người ta tìm đến với chúng ta, và như vậy thì hương thơm của Chúa phải bày tỏ ra.
tôi thấy hội thánh của Chúa bắt đầu rồi đó. Cảm ơn Chúa, hãy đi trong điều đó. Trong đoạn 11 nha quý vị, hội thánh đã không đến với người Do Thái, hội thánh cũng không chờ xin người ngoại đến nhập đạo, nhưng mà hội thánh đã truyền giảng phúc âm cho người nước ngoài. Những ngày sắp tới này, hội thánh Việt Nam, Vườn Nho Baptist Việt Nam, chúng ta sẽ có người Mễ, chúng ta sẽ có người Mỹ. Đó, mới nói cái có người Mỹ vô. Cảm ơn Chúa, thấy không? Là sẽ có người Mỹ, người Đấy, người Tây Ban Nha, người... Chúng ta đang ở trong một cái hiệp Trung Quốc mà. Cho nên nhiều khi cái đầu của mình thì nghĩ rằng người Việt Nam thôi, hiển nhiên 2,1 triệu người lần. Nhưng mà nếu mà Chúa cho những chú cá, những con cá mà là của sắc tộc khác đến á, thì chúng ta chào đón họ. Hội thánh không có bị tập trung vào một sắc dân, mà hội thánh cho mọi dân tộc quý vị. Quý vị có đức tin về điều đó không? Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đứng lên. Tôi muốn quý vị cầu nguyện liền cái lòng mơ ước của chúng ta giờ này. Chúa ơi, Chúa ơi, qua cái sứ điệp sáng hôm nay thì xin Chúa làm cho hội thánh con nó giống như là hội thánh ở Antioch. Nhớ nha quý vị, ba thành phố quan trọng ở La Mã cổ đại đó, thì Antioch là một trong ba thành phố quan trọng. Mà cái thành phố này nó xa đọa lắm, mà Chúa còn làm được những điều kỳ diệu. Không một tình trạng nào gọi là tuyệt vọng đối với Chúa hết. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta nói ôi Việt Nam khó tin Chúa lắm, văn hóa Việt Nam khó tiếp cận lắm, không được tuyệt vọng, không được tuyệt vọng. Bởi vì không có một tình trạng nào tuyệt vọng đối với Chúa hết. Hãy cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Xin mời mọi người chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Thánh Chúa, chúng con, Chúa ơi, sáng.